Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Hưng Yên xuân Giáp Thìn 2024. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hưng Yên hiện có gần 22.000 trí thức đang công tác ở nhiều lĩnh vực. Trong 10 năm qua, đội ngũ trí thức đã tham gia thực hiện gần 400 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện nhiều chương trình đề án trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Các trí thức, các nhà khoa học đã phát huy được vai trò đồng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng khoa học vào thực tiễn. Đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội báo xuân Giáp Thìn 2024. Tham gia hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024 có 10 gian trưng bày báo xuân của 10 đơn vị phối hợp: Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật, hai cơ quan thường trú Báo Trung ương, Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam, gần 70 đầu báo trung ương và ấn phẩm 63 tỉnh thành phố gửi báo đặc san người làm báo, tạp chí của Văn học Nghệ thuật, cùng với triển lãm ảnh báo chí, quảng bá những hình ảnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Hội báo xuân năm nay còn có thêm nội dung tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, tích cực đồng hành cùng báo chí tỉnh nhà thời gian qua. Nhiều hộ dân trên địa bàn thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang đồng loạt tháo dỡ công trình tài sản bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường DH20. Tuyến đường có chiều dài trên 1,1 km xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2024, dự án được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 20 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 70%, huyện 30%. Theo thiết kế, đường được mở rộng từ 5m thành 11,5m, trải áp phan, mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 2m, có hệ thống thoát nước đèn chiếu sáng. Chỉ trong thời gian ngắn được tuyên truyền, giải thích, trên 100 hộ dân sống dọc hai bên đường đã nhất trí, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Dân gian Phố Hiến năm 2024 tại thành phố Hưng Yên. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Trước giờ khai mạc, không khí tại khu vực trung tâm diễn ra lễ hội đã rất sôi nổi, náo nhiệt với chương trình hát trên thuyền rồng và múa dưới nước tại hồ Bán Nguyệt. Những làn điệu quan họ, những bài hát mang âm hưởng dân ca cùng các tiết mục dưới nước đã phần nào khắc họa được phong tục, cuộc sống xưa kia của người dân, tái hiện lại khung cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền của phố Hiến xưa. Để đảm bảo cho đêm trình diễn nghệ thuật diễn ra thành công và mãn nhãn, trong buổi sáng nay, Ban tổ chức lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến và đơn vị tổ chức sự kiện đã thực hiện tổng duyệt toàn bộ chương trình. Trong tháng 2 năm 2024, lực lượng chức năng của tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hành chính 37 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu và gian lận thương mại, tổng số tiền xử phạt gần 1 tỷ 900 triệu đồng. Trong đó, 7 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, 30 vụ về gian lận thương mại. Trong tháng, các lực lượng chức năng đã xử lý 21 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá, xử lý hành chính 5 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, giấy phép sản xuất. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giữ ổn định thị trường, nhất là hoạt động vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Liên quan tới vụ việc 191 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới đây đã có báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về những nguyên nhân ban đầu. Bước đầu xác định một số nguyên nhân là do quá trình sinh hoạt chung, một số học viên xảy ra mâu thuẫn cá nhân, lợi dụng tình hình đó, một số học viên quá khích, manh động, lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn, chống đối các lực lượng và bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Việc quản lý chữa trị giáo dục nắm bắt tâm lý của học viên, của viên chức, người làm việc ở cơ sở này còn nhiều hạn chế. Môi trường sống sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện chưa thực sự tốt, môi trường sống chật chội, cơ sở vật chất xuống cấp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị lực lượng công an tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng tiếp tục truy tìm, đưa các đối tượng còn lại trở lại cơ sở cai nghiện, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định.
Tổ công tác số 2 Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tại km 657-300, đường Lý Thánh Tông, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, lực lượng công an đã đón dừng phương tiện xe mô tô mang biển kiểm soát 73K121067 do Trần Văn Lợi sinh năm 1990, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình điều khiển để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, đối tượng Trần Văn Lợi đã điều khiển xe mô tô bỏ chạy, song bị tổ công tác truy đuổi và bắt giữ. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi áo của Lợi có hai túi ni lông chứa tổng cộng 1.980 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Đối tượng khai số viên nén này là ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Tối ngày 28 tháng 2, tour đêm Ngọc Sơn đêm huyền bí đã chính thức được mở để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước. Đền Ngọc Sơn nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của thủ đô. Tour đêm tại đền Ngọc Sơn được chia làm 5 chủ đề, tương ứng với các khu vực kiến trúc riêng biệt của di tích. Điểm khác biệt của chương trình so với những sản phẩm đêm khác của Hà Nội đó là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính của di tích quốc gia đặc biệt đền Ngọc Sơn với các nghi lễ truyền thuyết dân gian được lưu truyền tại di tích. Chương trình sử dụng âm thanh ánh sáng công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp với các màn trình diễn để truyền tải đến du khách những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam theo một cách mới. Chương trình tổ chức tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, thời lượng 60 phút, mỗi chương trình đón khoảng 60 đến 70 khách với giá vé 268.000 đồng một người. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ Cuba vừa thông báo kế hoạch tăng giá nhiên liệu lên hơn 500% sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Theo kế hoạch, giá 1 lít xăng thông thường sẽ tăng từ 25 peso lên tới 132 peso, tương đương với 1,1 đô la Mỹ, trong khi giá xăng cao cấp sẽ tăng từ 30 lên 156 peso. Kế hoạch tăng giá nhiên liệu lẽ ra được triển khai từ ngày 1 tháng 2, nhưng sau đó buộc phải hoãn lại do một sự cố an ninh mạng, ảnh hưởng đến hệ thống phân phối xăng dầu bằng ngoại tệ. Ngoài ra, Cuba cũng tăng giá điện lên 25% với những hộ gia đình tiêu thụ trên 500 kWh. Trước đó, chính phủ Cuba thông báo sẽ nỗ lực áp dụng nhiều chính sách để hỗ trợ thực hiện dần các biện pháp điều chỉnh kinh tế vĩ mô. Trong đó bao gồm việc tăng giá nhiên liệu, điện, khí đốt, nước và các dịch vụ khác, cũng như chấm dứt trợ cấp cho giỏ thực phẩm cơ bản, nhằm mục đích hồi sinh nền kinh tế hiện đang chìm trong khủng hoảng. Thế giới thải ra 2,3 tỷ tấn rác đô thị trong năm 2023 và con số này có thể tăng hơn 2/3 vào năm 2050. Đây là những ước tính mới được Liên Hợp Quốc đưa ra, cùng với cảnh báo về những tác hại nghiêm trọng về y tế, kinh tế và môi trường mà lượng rác này gây ra. Theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, tình trạng ô nhiễm sẽ ngày càng gia tăng. Dự báo tốc độ tăng rác thải nhanh nhất ở các vùng hiện vẫn xử lý rác thải bằng cách đổ đống và đốt. Đây đều là những hành động làm tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tăng nguy cơ những chất hóa học độc hại xâm nhập vào đất, nguồn nước và không khí. Nếu không có hành động khẩn cấp, đến năm 2050, khối lượng rác thải toàn cầu có thể lên tới 3,8 tỷ tấn, vượt xa các mức dự báo trước đó. Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra khối lượng rác kể trên kéo theo gánh nặng kinh tế cao gấp đôi, có thể lên đến 640 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050, từ mức 361 tỷ đô la Mỹ của năm 2020. Con số này cũng đã tính tới những chi phí ẩn liên quan tới việc xử lý rác kém hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, suy giảm sức khỏe và biến đổi khí hậu. Các vụ cháy rừng liên tiếp trong mùa khô cùng các đợt nắng nóng khắc nghiệt đã khiến cho lượng khí thải carbon trong tháng 2 này tại ba quốc gia Nam Mỹ là Brazil, Venezuela và Bolivia tăng cao kỷ lục, cao nhất trong vòng 21 năm. Và đây là số liệu vừa được cơ quan giám sát khí quyển Copernic của Liên minh châu Âu đưa ra hôm qua. Cơ quan trên ước tính lượng phát thải carbon của Brazil và Venezuela lần lượt là 4,1 và 5,2 tấn, trong khi Bolivia là 0,3 tấn. Đáng chú ý, tại Brazil, cường độ cháy rừng và lượng phát thải cao được ghi nhận ở bang Roraima thuộc vùng Amazon, dù hiện tại không phải là mùa cháy rừng cao điểm. Thông thường mùa cháy rừng Amazon thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Các chuyên gia cho biết tình trạng khô hạn và nắng nóng bất thường trong khu vực là nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy rừng bất thường trong năm nay. Các đám cháy đang xảy ra tại những khu vực gặp hạn hán và được tăng cường thêm bởi hiện tượng El Nino, nên lửa bùng cao hơn so với dự đoán. Thống kê cho biết,
có tới gần 3.000 đám cháy rừng đã được ghi nhận tại khu vực rừng Amazon tại Brazil trong tháng này, mức cao kỷ lục trong vòng 25 năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.